trở lại đây, xu hướng của nhiều bạn trẻ ở nông thôn hay cả ở thành thị khi tổ chức lễ cưới đều muốn quay về những nét đẹp trong ngày cưới của cha mẹ mình ngày xưa. Mà điển hình là những chiếc cổng cưới rồng phượng được làm từ hoa, lá hay những loại trái cây quen thuộc, vừa mang tính truyền thống cũng như rất tinh tế và lãng mạn. Từ những quả ớt, đậu bắp, quả cao, hoa hồng hay những tàu lá dừa bình dị, nhưng qua những đôi tay khéo léo cùng với sự sáng tạo độc đáo của các chàng trai đã cho ra đời những chiếc cổng cưới rồng phượng gây ấn tượng đẹp trong ngày cưới của cô dâu chú rể. Cái này là từ ngàn xưa ông cha ta đã để lại rồi, thì mình cứ theo đó mà mình làm thôi. Thì khách thấy cứ đẹp, ưng ý thì khách đặt. Chứ còn khách cũng ít có bao giờ khách đòi hỏi. Tại vì khách là cũng không biết nó là như thế nào để cho nó phù hợp lên với một cái bộ cổng. Để hoàn thành một chiếc cổng cưới phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Nhóm anh Hiếu làm khung bằng sắt, tạo hình rồng bằng xốp, sau đó dùng đinh nhỏ để đính các loại trái cây và hoa vào. Trên thân rồng có những quả cao xếp sát nhau làm vảy, ớt dùng làm vây lưng, lá dứa làm bờm, đậu que dùng để viền đôi mắt và miệng, củ tỏi gốc vỏ dùng làm răng. Hình tượng chiên phượng sặc sỡ được tạo nên từ ớt đỏ, đậu bắp và hoa cúc vàng. Đôi chiên và đôi cánh xòe ra như đang bay được tạo tác từ lá dứa. Bảo quản thì bảo quản trong vòng được 3 ngày. Dưới thời tiết mưa gió thì có cái là thí dụ như mà trời nắng thì cái quả cao nó sẽ ửng lên, nó ửng màu vàng màu đỏ lên thì nó sẽ tô thêm một cái vẻ đẹp của rồng. Trái khác thì mình cũng bảo quản bằng cái loại sơn bóng thôi, để xịt lên cho nó bóng mướt, chứ cũng không cần mà bảo quản gì về quá chất hết. Tại vì cái bộ môn này là cần cái sự tỉ mỉ và cái sự kiên nhẫn. Theo như em thấy là phải kiên nhẫn ngồi làm những từng trái cau và trái ớt, thành thử ra là cần một cái sự tỉ mỉ và cái sự chịu khó. Và khi mình làm nên được cái bộ cổng này thì mình cũng bỏ rất là nhiều thời gian, đam mê nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình muốn truyền bá cái bộ môn nghệ thuật này đến tất cả mọi người. Từ lâu đời nay, long phụng hay rồng phượng thường hay đi liền với nhau là biểu trưng cho sự cao quý, thịnh vượng. Rồng là biểu tượng cho chú rể luôn mạnh mẽ. Phượng là biểu tượng cho cô dâu luôn đẹp đẽ và khí chất. Sự hiện diện của biểu tượng hai linh vật này trong ngày cưới góp phần giúp hôn nhân hòa hợp, bền vững, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không khí gia đình đầm ấm và bình yên. Chính những ý nghĩa rồng phượng mang lại như trên trong ngày cưới nói riêng và trong tâm tưởng người Việt Nam nói chung, nên trong những năm gần đây, cổng cưới rồng phượng đang được nhiều gia đình sử dụng trong ngày cưới. Trên các tỉnh miền Tây á, thì làm cũng thấy đẹp, cho nên là cũng quyết định là làm để cho nó có một cái cảm giác cưới như là cái dân tộc mình ngày xưa. Thì mang cái ý nghĩa là như là truyền thống dân tộc của mình vậy đó. Thì thấy cũng thích hợp hơn là những cái đám cưới hiện đại như đãi nhà hàng đồ vậy. Thì chị cũng quyết định là không đãi nhà hàng, để đặt cái cổng rồng phụng này làm cho nó y như là quê dân dã đồ cho nó đẹp. Việc tạo ra cổng cưới rồng phượng mà những người như anh Hiếu đang làm không chỉ như một lời chúc phúc cho các cặp đôi, mà còn góp phần gìn giữ và tái hiện lại những giá trị truyền thống văn hóa cưới hỏi mà ông bà ta truyền lại từ bao đời nay.